Hello, xin chào mấy bạn nha. Hôm nay mình lại tới thăm anh Tý đây. Hôm nay thì mình không có chủ đích thăm, nhưng mà anh Tý có gọi mình qua vì anh Tý anh đang sắp xếp những cái đôi giày của ảnh á. Thì cũng có nhiều người muốn biết là ảnh sưu tập giày như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ tới mình quay cho các bạn xem. Halloween sắp tới rồi, anh Tý cũng có trang trí pumpkin, mấy cái bàn tay quỷ này nọ, làm cái ghê lắm. Hồ cá mới xây lại nè, đẹp. Mình đang tới buổi trưa cho nên mình không có dám bấm chuông, chắc mình gõ cửa để con Tý khỏi cái thức. Đứng cạnh sẵn luôn à, Tý. Ghê vậy anh Tý, anh Tý khỏe không? Ok, em cũng nói là hôm nay anh Tý dọn dẹp mấy đôi giày để cho các bạn coi bộ sưu tập giày của anh Tý á. Thôi mình cũng vô mình coi thử coi anh Tý sưu tập giày khủng cỡ nào nha. Thường thôi. Các bạn ơi, thấy chưa? Đó. Mới đó cũng có, chưa mang có. Mang hả? Ok, rất là nhiều các bạn. Bây giờ anh Tý chắc sẽ giới thiệu từ bên đây qua đi anh Tý ha, cho mọi người biết. Cái này easy là anh Tý mang rồi để đây, đó. Anh Tý cầm từng đôi lên rồi cho, ví dụ như cái đôi này có gì đặc biệt không? Đó. Easy rồi thôi. Easy đó hả? Easy rồi, mút rồi, vậy thôi. Dám chơi nhìn biết rồi. Để em đi sơ sơ cái. Đó, mấy bạn nhìn này nha. Cái này Balenciaga thôi, này của Ý thôi. Prada. Mấy đôi này là anh Tý mang rồi hết mấy, hả? Mấy đôi này bên ma. Còn mấy đôi mua về anh Tý không có thời gian để mang nữa. Bên đây có gì đặc biệt không? Cái này Louis Vuitton LV á, với lại Hermès ở dưới, LV ở trên. Có đôi này cũng giữ nè, đôi này VN nè, anh Tý mua chợ Kim Biên ấy, mang đi mưa. Mang đi mưa với lại mang đi cắt cỏ. Đừng quay bụi nha, bụi không, đừng quay bụi, sofa không để ý cứ quay bụi vô không. Ok, giờ mình qua bên đây. Đây có gì để nói không Tý? Mấy đôi này. Easy rồi, mấy đôi giống như hàng lạ. Anh Tý phải sưu tập lại cũng có, mua lại cũng có, rồi đi ra store mua cũng có, rồi mua retail price cũng có, còn không là mua aftermarket price không à. Thích đam mê mà mua về. Có một đôi mang sướng, cứ mang đôi hoài cũng không có đụng tới mấy đôi kia đi đâu. Bận quần áo là mang, nó hợp màu thì mang thôi. Chứ còn mấy đôi này nhiều lúc có nhiều đôi anh Tý chưa đụng luôn mà. Nó nhiều lúc có mà quên luôn. Cái đôi này nè, mấy đôi này là special luôn á, Air Jordan 5, rồi nó không có ra, nó ra ít lắm, rồi hàng hiếm, rồi đôi này Adidas thôi, rồi cái đế của nó mấy anh biết. Đôi này là tối nó chiếu ánh sáng, đôi này giờ trên giá trên thị trường anh Tý cũng nghĩ trên ngàn á. Đôi này nè, nó tắt điện cái là đèn nó sáng chân à. Special tượng trưng cho Memphis rồi dễ thôi. Mấy đôi này đó, đôi này nè, đôi này cũng special lắm á. Jordan luôn à? Jordan mà giống như nó ra ít rồi, cái nó nâng giá, anh Tý cũng không hiểu cái giá nó làm sao mà cái lúc mà cái nhiều đôi thì cái giá trị nó không vậy, hai đôi nhìn giống nhau nhưng mà có nhiều khi nó ra ít rồi cái nó mắc tiền. Đây nè, thấy không? Cái đôi này cái giá gốc của nó là nhiêu? 130. Mà giờ sơ miết trên thị trường nhiêu? 800-900. Không đôi giày á. Đôi này anh Tý nghĩ trên thị trường giờ anh Tý mua 200 mấy á, trên thị trường ngàn mấy á. Mấy đôi này nè, mấy đôi này thì thường, mấy đôi này easy thì nó chưa lên giá. Đó. Thấy không, đôi này giống đôi kìa, thấy chưa? Đó. Jordan.
SB hay off white. Mấy đôi này, đôi này giá gốc của nó hình như 130, 160 gì đó, mà giờ cũng 700-800. Bạn anh Tý chưa mang. Đẹp không? Anh Tý mua 600. Thấy không? Anh Tý cái này không phải anh Tý mua của hãng được mà anh Tý mua ở ngoài á. Đó. Đồ này. Cái đồ này. À đồ này nè. Đó, Pierre Bros gì đó. Giá thị trường nó giờ cũng 800.000 á. Mà giá lúc mà mua trong hãng thì 350. Cái đồ này anh Tý mua sưu tập cho vui thôi, thiệt là đâu dám mang. Gà màu này mà anh Tý mang đi ngoài đường nữa, trời ơi, tao tưởng tiếp PD sao mà PD làm sao thấy không? Em nhớ có đôi màu hồng ở đâu ta? Đây, off white luôn. Off white luôn phải không? Đôi này anh Tý mang mặt đầm nó đẹp lắm á. Đây mặt đầm khỏi chê luôn, đi với sơ phan luôn. Ok, còn bên đây là những đôi giày cũng mang rồi nha các bạn. Theo mình đoán thì ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 35 ở trên bàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khoảng 50, năm mấy 60 đôi ở dưới. Là khoảng 100 đôi khúc này. Bên khúc này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4. Khoảng 24, 24 bên đây cho hai mấy nữa đi, khoảng 50 là 150, 150 ở bên đó chắc khoảng chừng 200 đôi các bạn ơi. Tí là dân thường nha, không phải diễn viên nữa nha, tí là diễn viên ca sĩ rồi gì mấy ngàn đôi ghê thiệt ha, chỗ đâu để giày ta. Nhiều ca sĩ Celine Dion á của Mỹ á, một cái nhà để giày không à, ghê thiệt. Thì đam mê mà. Có đôi nào cho em không tí? Có tí nghe mày nói mày có cái gì à, không dây sẵn đôi cho Sơn Phan luôn đó, có đúng đôi cái giày không dây cho Sơn Phan này đó, tặng trước luôn đó. Anh Tý mang không được, nhìn giống con già mà mang được hay thì đúng mỗi người mỗi cái style ha. Style này anh Tý cũng thích liền, thôi để tặng Sơn Phan nha. Thôi thầy kiểu anh Tý em không thích mang có dây. Ồ, sướng quá tự nhiên được đôi giày ta. Hai đôi giống luôn, hai đôi này của mình hơn, mình mang đôi giày không dây anh Tý cho thêm đôi. Có đôi hai đôi này của con anh Tý đó, cho nó bon chen easy để cho vui rồi đó. Tặng sinh nhật hả? Ờ, đợi birthday nó là tặng nó đó. Có cái đôi nào mà kỷ niệm tí mà cũng như mà không có dục không, cũng như là từ xưa giờ vẫn còn giữ không? Đôi này nè, đôi này cũng từ xưa đâu có dục đâu. Có đôi này, đôi này bé nhất này. Này. Đó bụng quá trời luôn. Trời ơi, há họng luôn kìa. Phải gửi lên hãng nó cho đôi mới quá. Cái này mình đại thọ nó quá mà ăn cho rồi. Bao lâu đôi đó rồi? Chắc anh Tý nghĩ trên 10 năm. Không dục luôn, không. Giữ làm kỷ niệm hả? Mấy bạn ơi, đôi giày rách luôn ghê thiệt. Mốt cái đó là... Có đôi giày nè, nó tượng trưng cho PlayStation nè, cái nút mở nè. PlayStation nè, game nè. Mấy cái... cái logo mấy cái PlayStation nút, nè, mấy cái nút mở nữa nè, thấy không? Đó. Cái nút chơi game này đó, cái nút mình bấm đó. Nút square. Vuông giác rồi. Không. Giống mình nít quá. Nhưng mà tí không cần phải giới thiệu nhiều quá, lại mấy trăm đôi đi giới thiệu từng đôi chắc. Anh em dân chơi nhìn anh em mà chơi giày rồi nhìn vô biết liền. Chỉ cần Sơn quay cụ thể thôi. Đó thì mấy bạn cũng thấy đó, ngoài xe ra thì anh Tý còn có một bộ sưu tập giày khoảng 200 đôi. Thì không biết anh Tý còn có bộ sưu tập nào không, nhưng mà mình cũng mong là sẽ còn nữa để mình quay cho các bạn coi tiếp. Chiếc sofa là thấy cái phòng này là thấy xong rồi đó. Anh Tý tính để luôn hả hay dọn đâu? Để luôn chứ, luôn cho đẹp chứ, phòng giày của anh Tý mà. Rồi soạn xong rồi để đây chứ. Sáng ra lấy một đôi mang đi. Em nghĩ Tý không lấy nổi đâu. Sưu tập mà sao mang nó dơ hết. Chanel đó, đôi Chanel của anh Tý. Có một đôi làm vốn. Ủa anh Tý sao anh thấy hai đôi này giống hệt nhờ anh Tý? Anh Tý mua ở ngoài. Anh
tí mua được ngoài xong rồi thả nó, còn đến lúc anh tí đấu giá anh tí để cái tên này tí vô cái tí trúng nữa. Ồ, mà anh tí không biết luôn hả, nên phải mua hai đôi luôn hả? Hai đôi giống nhau vậy nữa. Đâu sao đâu, mang mòn đôi này cái mang mòn đôi kia. Nè, Sơn thấy không? Đôi này nè. Điện cũ vậy đó. Nó lên giá ngày xưa anh tí mua 220. Bây giờ giá thị trường nhiêu? 500 rồi nè, thấy không? Đó. Thì là cứ vậy lời lời. Vậy, vậy mình chơi mà biết chơi á, mình được lời nữa. Có nhiều đôi mà nó hàng hiếm á, mà khó mua lắm. Mấy đôi đó mình tới tay mình khó, phải đi ra anh tí đi ra store mua không à. Ra mấy thằng mình mua đi bán lại á. Nè, đôi này sao anh thấy không? 19 19 đâu, còn tí size 9.5, tí 9.5 1.800 đó, thấy không? Hồi đó anh tí mua 8-900 vậy, thấy không? Ồ, là gấp đôi luôn hả? Lên gấp đôi vậy. Để coi đôi nào nữa, chẳng hạn mấy đôi nào nữa. Thì hấp gót có nhiều đồ dữ lắm, nhiều đồ 3-4 ngàn á. Để chắc cái đợt sau, sưu tập đợt sau anh tí mua cho để Sơn Quang quay phim nha. Quay phim thôi đó. Ờ, sốc quá. Đây này, cái này cũng thường mấy trăm, 600-700 vậy ạ. Không, đồ này cũng 1 ngàn. Không, khó nói. Mà nhiều lúc cái size nữa, cái size nó không quan trọng á, nó hơn nhau nửa size, nó hơn nhau cả đóng tiền nữa. Rất nhiều lúc cái size, cái hạn như size 9 nó ra khác, ra 500 đô, size 10 nó ra có 200 đô à. Thành ra size 10 được giá hơn, ví dụ vậy đó. Off-white cũng được. Off-white nữa một. Phải sợ mất, kiếm được tiền là phải quất, còn không đủ tiền mượn nợ cũng phải quất. Sống trên đời là phải chấp, không có gì phải sợ mất, kiếm được tiền là phải quất, còn không đủ tiền mượn nợ cũng phải quất.